Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nhiều Đen, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Crypto Not, thật là dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút start để chat report. Tiếp theo các bạn thấy một captcha. Chúng ta nút con tin do vào group Telegram chơi channel một cái tester chơi vào kênh channel liên kết một cái tester iRobot copy phiếu lên copy thẻ test crypto lock ấn xong mình đi tên này chọn đồ này follow này này chọn follow tweet thì mình nên clip tôi lót vào bên này ta sẽ này tweet là bài đăng này chúng ta sẽ test vào 3 người và username có thể lấy nít 3 người ở dưới đây các bạn thấy này. Những cái username các bạn thêm vào cái username với account này. Ta copy profile này. Paste profile Twitter ở dưới đây. Chọn đơn. Chọn yes. Và đây chỉ bí các bạn dùng VSTS ở trên chất connect hoặc MetaMask chúng ta copy vào địa chỉ VSTS sau đó các bạn quay trở lại gọi paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án CryptoLot. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.